Chào mừng tất cả mọi người đến với chương trình Fit for Men, một chương trình hoàn toàn mới dành cho cánh đàn ông của chúng ta do Trung tâm Thể dục California Fitness and Yoga thực hiện. Mình tên là Brad, là Master Trainer Manager của Trung tâm California Fitness and Yoga và là người đồng hành cùng các bạn trong series này. Với mỗi series Fit for Men thì mình sẽ có một chủ đề và mình sẽ giải đáp các chủ đề thông qua các thắc mắc của mọi người. Đang xen với việc đó là mình sẽ có các bài thực hành, nó sẽ giúp cho việc mọi người hiểu rõ cái chủ đề này hơn. Và chủ đề của ngày hôm nay đó là việc làm sao để có cơ bụng số múi. Nhưng thật ra á, thì nếu như Brad hỏi á, thì Brad hỏi làm như thế nào để thấy được cơ bụng số múi của mình. Bởi vì thật sự ra việc là tất cả mọi người đều có cơ bụng và đều có số múi. Nhưng mình có thể thấy được hay không, đó là do vấn đề việc mọi người có nhiều mỏ hay là ít mỏ. Và cơ bụng của mình nó cũng được chia thành các phần như là các nhóm cơ như sau, là cơ thẳng bụng, cơ chéo bụng, cơ ngang bụng. Và bài tập của tuần này á, thì mình sẽ có 3 bài tập chính cho nguyên cái phần cơ bụng của mình. Nếu mọi người mà thực hiện chuỗi 3 động tác này kết hợp với chế độ dinh dưỡng của mình, có nghĩa là mình sẽ ăn ít tinh bột và nhiều protein hơn. Nếu mình tập luyện như vậy thì mỗi tháng mình có thể giảm xuống được khoảng chừng từ 2-5% mỡ. Và mọi người lưu ý một điều rằng là khi mọi người muốn thấy được cái bụng của mình có 6 múi á, thì mình sẽ có lượng mỡ từ khoảng dưới 12%. Với chủ đề của ngày hôm nay thì mình sẽ có 3 động tác, đó là động tác crunch, hai là động tác leg raise và động tác thứ ba là plank. Động tác đầu tiên đó là động tác crunch, hai tay phía sau đầu của mình, hai chân của mình đặt song song với sàn, mở lồng ngực của mình ra, gập người dậy ở góc 45 độ, thở ra và xuống, hít vào. Thứ hai là động tác leg raise, đặt hai tay song song với người, đầu nằm xuống dưới sàn, hai chân cách sàn từ 5-10 cm. Mình nhấc hai chân của mình lên 120 độ, mình nhấc cái hông của mình lên luôn. Bởi vì khi mình nhấc cái hông của mình lên á, thì nó mới tập cho cơ thẳng bụng và nó vô nhiều ở phần cơ bụng dưới của mình. Với động tác plank á, hai mũi chân để trên sàn và hai tay nắm hờ, mình sẽ giữ cái khuỷu tay trên sàn. Và mọi người nhớ một điều là mình nên hóp bụng mình lại, mình thở đều và mọi người cố gắng giữ ít nhất là 1 phút. Vậy là số đầu tiên chương trình Fit for Men đã kết thúc. Hãy comment và chia sẻ ở bên dưới để cho Brad có thể tham khảo và thực hiện những số tiếp theo tốt hơn. Cảm ơn mọi người.